Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quận Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Và hôm nay em sẽ đem đến cho quý anh chị một trong những cái dòng xe ở phân khúc ba chân. Đây là dòng xe tải nặng mà thuộc dạng là hàng xịn luôn, được nhập khẩu của Hàn Quốc. Đây là dòng xe Daewoo nha quý anh chị. Daewoo của Hàn Quốc được nhập khẩu ba cục của Hàn Quốc, nó giống như cái dòng Hyundai ấy quý anh chị. Và con này sau khi nhập khẩu theo cái dạng là ba cục là sắt đầu carbin sắt xi động cơ thì nó sẽ đưa về nhà máy đô hành ở Đồng Nai để tiến hành gắp thùng cũng như là đưa sắt xe về các đại lý để có thể đóng thùng theo cái nhu cầu của khách hàng nếu mà các xưởng thùng nào mà nó có phiếu sẵn đó. Và nếu mà anh chị nào mà đang cần một con xe hãng ba giò, mà gọi là xe này là xe một giò rút nha, một giò rút xài bóng hơi, thì một con xe nó chạy kinh tế, nó bền và nó mang một cái thương hiệu của Hàn Quốc, mang một thương hiệu chuẩn, thì chúng ta có thể sở hữu cái em xe Daewoo ba chân Maximus phân khúc là HU6. Và tại sao gọi là HU6? Bởi vì trong cái phân khúc ba chân của dòng Daewoo nó sẽ chia ra chúng ta hai loại là HU6 và HU8. HU6 là nó sẽ là thùng dài là 7m6, như là con xe này đây, con này là 7m6 là thùng cục nè. Còn một cái loại thùng dài nữa là HU8, thùng dài 9m2 đó. Thì quý anh chị nếu mà cần một con xe thùng dài chúng ta sẽ lấy HU8, còn một con xe mà lấy tải cao thùng vắn thì chúng ta sẽ lấy con HU6 này ha đó. Và một cái nữa, đối với cái con xe này sau khi mà nó lên tải, nó lên thùng thì nó sẽ ra tải, lên thùng ra tải được là 15 tấn 6. Còn cái dòng HU8 ba giò thì nó sẽ ra được là 15 tấn 1 cho quý anh chị đó. Rồi đối với cái dòng xe Daewoo Maximus HU6 này nó sẽ mang cho mình một cái bộ động cơ lên tới là 5.9 đó, 5.9 dung tích titan là 5.9, và cái công suất sản sinh ra của nó là lên tới là 280 mã lực, sử dụng động cơ Doosan 4 kỳ 6 máy có turbo đó. Thì anh chị nghĩ cái con xe này nó như thế nào, và nguyên bộ động cơ hộp số này kia là nó nào gọi là nhập nguyên đai nguyên kiện bên Hàn Quốc luôn, cho nên là cái độ gọi là sự đồng bộ nè đó, và có vấn đề gọi là hư hỏng nổi giật này kia là không có. Và một cái nữa, khi mà chúng ta đầu tư những em xe Hàn Quốc như thế này á, là nó sẽ không bị mất giá so với những dòng xe Trung Quốc, đó là cái sự thật. Tuy nhiên cái giá đầu gọi là cái giá khi chúng ta mua vào thì giá nó hơi cao, nhưng mà được cái là nó sẽ kìm giá và giữ giá hơn so với những dòng xe Trung Quốc đó. Đó là một trong những cái điểm gọi là đặc biệt khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua một con xe hãng đó. Con này cũng thuộc dạng là xe hãng rồi đúng không? Rồi thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem lại từ đầu cabin đến cái phần thùng kỹ hơn. Và trước khi em quay chi tiết thì em sẽ xin được nói sơ qua về cái phần thông số của cái thùng một xíu ha. Thì con này thùng của nó sẽ dài lên tới là 7m6 nếu mà anh chị đóng theo kiểu là thùng mua bạc, và nó sẽ ra được chúng ta là 7 cái bẩn ha. 7m6 chiều dài lọt lòng, và chiều rộng sẽ là 2m360 cũng như là chiều cao là 2m150 tính từ cái mặt sàn đi lên tới phần chân kèo đó. Và còn một cái nữa là cái bẩn nó sẽ là nó sẽ cao là 7 tấc 6 nha quý anh chị. Đối với cái dòng Daewoo Maximus này, nó không chỉ riêng là đóng được cái thùng mua bạc tiêu chuẩn không, mà nó còn đóng được những cái kiểu thùng như là thùng inox, full inox, lên giật tư inox, hoặc là thùng nhôm đó, hoặc là anh chị đóng thùng kính. Thường thường thùng kính là sẽ lấy cái dòng HU8 là thùng dài 9m6 đó, rồi anh chị có thể đóng như là thùng cẩu nè, xe cẩu là xe bồn xe tét nè, rồi những dòng xe chuyên dùng là đều có thể đóng được trên cái nền thùng này luôn. Quan trọng là quý anh chị có nhu cầu như thế nào trên cái nền sắt xi này thì bên em sẽ bấm giá cho quý anh chị được. Rồi thì còn một cái cuối cùng là cái giá hiện tại nếu mà anh chị tính cái sắt xi không là nó gần 1,5 tỷ. Con này đang là đời 23 nha, chưa có đời 24. Sắt xi không là gần 1,5 tỷ. Lên cái thùng này á thì nó cũng giáp 70 rồi, là cũng xương xương là cũng cỡ tầm đâu gần 1,5 tỷ đó. Rồi thêm giấy tờ nữa, 4-3 giò thì con này giấy tờ nó cũng phải tầm cũng gần trên dưới 4 mấy triệu, là cũng gần chắc cũng phải giáp 1,6 tỷ. 3 giò xe nhập khẩu Hàn Quốc giá lăn bánh luôn, giáp 1,6 tỷ thì nó sẽ bằng với một cái con xe 4 giò phân khúc Trung Quốc đúng không? Nhưng mà gọi là tiền nào của đó đó, anh chị mua con xe này thì nó sẽ đỡ mất giá, nhưng mà nó lại chạy ổn hơn, bền hơn rất là nhiều. Rồi thì đó là những gì mà em muốn cung cấp sơ qua cho anh em về cái thông số kỹ thuật cũng như là cái kích thước ở lòng thùng. Bây giờ chúng ta sẽ
nhìn ngắm lại một lần nữa kỹ hơn về cái dòng Devo Maximus HU6 này ha. Mời mọi người. Rồi, trước mắt chúng ta đây là cái con HU6 76 mà nãy giờ em đã giới thiệu cho quý chị rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại em nó một lần nữa tổng quan. Đầu tiên là sẽ nói về cái phần đầu mặt ga lăng. Mặt ga lăng con xe này thì nó sẽ mang cho mình một cái thiết kế diện mạo rất là hầm hố. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái thương hiệu của Devo nó sẽ dán lớn ở trên đây. Ở Devo ha. Rồi ở đây là nhà máy lắp ráp là Đô Thành. Và cái số loại là Maximus. Nhìn như Transformer của chị ha. Nhìn thiết kế cái chữ này rất là đẹp. Sắc nét, sắc sảo. Rất là sắc sảo. Logo là logo của Devo. Rồi. Cái phần dàn dàn nhựa ở phần cản ở đây nó làm rất là chắc nha, rất là dày. Rất là dày luôn. Nhìn vô cái dàn khung thôi là mình thấy là cái bằng cản con này là làm em thấy được nó chắc hơn một số đơn vị một số dòng xe luôn quý chị. Và cái nhà máy Đô Thành thì chắc chắn là nó sẽ ở Đồng Nai rồi, cho nên nó sẽ gắn cái biển số tạm là B60. Đó. Ở đây là cái phần đèn. Đây, mời anh chị xem cái phần đèn ha. Đèn này là sử dụng đèn bi cầu Rochester, đèn độc lập ha. Đèn bi và đèn halogen đây, đèn sử mở ở dưới. Nguyên một cụm thế này. Rất là đẹp. Ở đây chúng ta có cái móc móc kéo đó. Khi mà anh chị đi xe lầy này kia có cái móc này cũng được, hợp lý luôn. Hai bên là có cái hốc thấp gió, cái này thì mấy dòng xe như là Jack A5 nó cũng có xài. Rồi ở trên đây là cái phần gương ha, gương hộp, bàn hộp rất là to. Hên quá thời điểm này em quay là nắng, cố gắng ra quay cho anh chị xem để cho nó màu để lên màu cho đẹp, nhưng mà đừng cái là đang chuẩn bị mưa nữa đỡ chá. Rồi đây là bật lên xuống khỏi đó đi ha. Ngay đây nè, nó có cái hay là nó mở bên đầu bằng điện chứ không phải là bằng cơ nha, không phải bằng cơm nữa. Ở đây thì anh chị cần quay nó có cái chìa quay rồi anh chị ấn vô một cái nữa, sau khi khởi động máy lên là chúng ta mở được cái đầu lên ha. Rồi là cái vị trí để chúng ta mở đầu, kiểm tra nước mát này kia hoặc là tất cả mọi thứ, kiểm tra động cơ này kia. Rồi đây là cái vỏ. Con này thì thứ nhất là xài vỏ là vỏ Rhinestone. Đây, thương hiệu vỏ đây quý chị. Vỏ Rhinestone giống như vỏ hơn như là dòng hổ bồ là nó xài chung vỏ với thằng này. Và cái thông số vỏ là vỏ 11 mâm 20, vỏ này vỏ có ruột nha. Đó. Vỏ có ruột. Đây cho anh chị xem cái bằng hệ thống keo trước nãy chưa. Cái phần mấy cái dí nè. Đây. Chàng nhíp xe nè. Hú hồn chưa? Rất là lớn, rất là dày. Rồi, ra phía sau ha. Tiếp tục về phần phía dưới dàn chân bên phụ. Phía dưới dàn chân bên phụ. Rồi, ở đây chúng ta có trang bị là một cái bình xử lý khí thải SCR. Một cái bình ure cỡ tầm 32 lít. Một cái bình nhiên liệu được làm bằng sắt. Ở đây chúng ta có khe để mở bình dầu. Thì em biết là bình ure, bình dầu là đều có hai chìa khóa hết nha. Họ lên để mở cho chị xem. Rồi, đây là dàn sắc xi xe, sắc xi cũng như là bộ đà. Nói chung là đà là ủ đúc. Cho nên là anh chị nào muốn lên theo yêu cầu vật tư thì chúng ta có thể đóng lại theo yêu cầu. Đó, đây là cái phần bóng hơi nè quý anh chị. Hệ thống treo, cầu đây là cầu treo, một giờ rút. Phần bóng hơi khi mà anh chị đi qua những khu vực đường xấu, đường lầy lội này kia thì anh chị xả bóng hơi cho nó xẹp xuống để tránh đá dằn vô bể bóng hơi. Nó là bằng nhựa mà cao su mà, cho nên là nó chủ yếu là để giảm thiểu cái độ quá tải khi mà anh chị chạy hàng á, là sức nặng của hàng hóa nó sẽ đè lên cái phần sắc xi thì có thêm cái bóng hơi này để nó giảm lại. Nhưng mà nếu mà anh chị đi hàng đủ tải này kia hoặc là đi đường xấu thì nên tránh nên giảm xuống nha. Đó, trên cái mặt đồng hồ tốc lô á, ở trên cái bình cái chỗ cái bình tài xế á, là nó có cái chỗ điều chỉnh á. Ngồi em chị quay cho mọi người xem đây. Hôm nay là hùng tiêu chuẩn nhà máy. Tiêu chuẩn nhà máy thì là sẽ thiết kế là 7 bẩn mở, 7 bẩn, 3 bẩn hào, 3 bẩn hông và 1 bẩn sao. Nhất ngoài bằng inox 430 nhập sóng, nhất trong là con kẽm. Ở giữa là mút xốp để giữa các khung xương ha. Rồi, thì bạc là sử dụng là bạc 5 mảnh tiêu chuẩn bình thường. Anh chị đóng thùng nhôm, chắc con này lên thùng nhôm đẹp lắm á nha. Rồi, đây là hàng hệ thống ở phía sau ha. Đó. Đây, mời mọi người xem. Đây, cầu mũi khế.
ở phần lốc cơ nhíp hai tầng đó, cũng hồn chưa. Cái này dàn chân em nghĩ anh chị nên lên trực tiếp xem xe đi thì sẽ hiểu rõ hơn về cái con xe này. Nếu mà anh chị mà đi đi cái dòng đi vô Maximus này là em khả năng là 9 trên 10 là anh chị nào cũng dạng là thứ dữ. À 7m6 là xe xài sắc thi 2 lớp, còn 9m2 là xài sắc thi 3 lớp nha. Đó, cái phần của cản. Cản này gọi là tiêu chuẩn thôi, cũng không có gì gọi là ấy lắm ha. Tiêu chuẩn thôi. Đến cái phần đèn thì chủ yếu là gáp cái đèn lên ở phần cung là xong, cũng không có làm phun màu đèn này kia. Này mày thay đèn đèn u lên cái nữa thì thôi rồi luôn, cái thùng nước con mắt đẹp như ngọc trinh, nhưng mà giò không dài bằng thôi. Chúng ta có một cái phòng đồ nghề theo xe rất là lớn rồi, đó là cơ bản về cái thùng xe ha. Ở bên đây thì chúng ta có thể thấy được rằng có mấy cái bình hơi nè, thùng xương là thấy 5 cái, bên đây 2 cái nữa là 3 cái, với 2 cái là 5 cái. Đây này là bình ủ rơi ha. Rồi này là chỗ để chúng ta thay cái lọc gió. Sử dụng động cơ là động cơ Doosan 5.9 4 kỳ 6 máy nha quý chị, 280 mã lực, quá khỏe. Rồi khi mà mở cửa ra chúng ta có cái đèn ở đây, gọi là đèn bước lên xuống ban đêm mà chúng ta thấy được bước lên xuống. Rồi bước lên xe ha. Rồi chuẩn bị cho anh em cảm giác là ông chủ. Nội thất xe thì thiết kế cũng rất là sang, rất là sang. Là đầu tiên là chúng ta có thể thấy được rằng là ghế đây là ghế bọc nỉ màu kem, bọc nỉ màu kem. Giường thì giường da ha, một chúng ta chỉ có một cái giường thôi, rồi chứ nó thấp có một giường. Ở đây thì có mấy cái hộc để đồ, với lại tấm chắn nắng này kia nha quý anh chị, một cái đèn trần đó. Thì khu vực của bên phụ nè, ghế tài sẽ là ghế hơi, còn bên phụ là ghế thường nha quý anh chị. Có mấy cái đồ đồ nghề heo xe như là con đội, rồi mấy cái ống tiếp này kia cơ bản ha. Bước vào bên đây một tí thì chúng ta có trang bị thêm cái này là cái đầu radio, máy lạnh hay chiều, đèn ở phía sau ở bên xe, rồi cái nâng hạ cái dội dừa đó. Ở bên đây thì đây là cái khu vực trung tâm của tài xế ha. Cái cần ở bên tay trái của chúng ta đây là có trang bị là cruise control nè quý chị. Rút còn cho bên đây có tăng cho năng lượng bu lăng thương hiệu Devo và mặt đồng hồ xe, thì dùm tua số km, nhiệt độ nhiên liệu, các nước, bình hơi và mặt đồng hồ LCD. Đây là thêm một số chức năng cơ bản thêm sinh xe của mình nữa. Bên đây khu vực ở bên phải của tài xế thì có trang bị thứ nhất là cái hộp số ha, 8 tiếng 2 lùi 2 tầng nhanh chậm. Và bên đây thì là bảng đồng hồ điều chỉnh áp suất của bóng hơi nè quý chị. Cái núm điều chỉnh nó có luôn cái cần cái áp suất khí nén nè, tải trọng mực, cái tải trọng mà khi anh chị chở hàng á là anh chị chỉnh theo cái núm bên đó để chỉnh áp suất của nó. Cái trên nó là cái này nè, xi gương, xi nhiên liệu không, cái này là đèn đèn trần ở trên bóng cái nè, xanh trần nè, trên đây nè không, rồi nè bấm cái đó nè, đó là cơ bản là xong ha. Rồi ra ngoài nha, chuẩn bị mưa rồi. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mua một con xe Devo 3 chân Maximus phân khúc là 3 giò cầu rút đời 2023 và đóng thùng tiêu chuẩn như thế này thì chuẩn bị giùm em từ 400 đến 450 là lấy được xe nha. Anh chị vay qua bên chỗ ngân hàng thì chúng ta sẽ có hai đài, là bên ngân hàng VP Bank thì sẽ vay 75% không chứng minh thu nhập, duyệt hồ sơ một ngày. Còn anh chị nào mà muốn vay cao hơn nữa, các công ty, các doanh nghiệp hoặc là các cá nhân nào mà có nguồn thu tốt muốn vay cao để trả, để lấy tiền nó xây đồng vốn thì chúng ta có thể vay qua các đài như là công ty cho thuê tài chính Charlie, thì nó sẽ hỗ trợ vay 80-85% thậm chí là 90% luôn. Bởi vì xe này là xe hãng đó thì nó sẽ tài trợ cao hơn. Quan trọng là chúng ta có sao kê được tài khoản hay không, sao kê tài khoản, sao kê lương, chứng minh thu nhập này kia. Nếu mà tốt thì anh chị sẽ vay được cao. Chủ yếu là vay bên chỗ công ty tài chính, nó sẽ ra biển Sài Gòn, gọi là đứng, nó đứng tên, gọi là giống như vay theo kiểu hợp tác xã vậy đó.
cái quỹ 10% cái số tiền mà chúng ta vay, còn lại là bên đó ngân hàng nó bên đó nó sẽ giải ngân qua cho bên nhà xe. Cái vấn đề ngân hàng thì em sẽ tư vấn kỹ để anh chị cân đối cái số tiền mà anh chị trả trước á là bao nhiêu, rơi khoảng bao nhiêu, thì em sẽ có những cái đài ngân hàng nó phù hợp với cái số tiền mà anh chị muốn vay. Rồi thì cơ bản về con xe này em đã trình bày đầy đủ từ A tới Z rồi, đầu cabin, xaxi, động cơ, thông số, kỹ thuật thùng xe, quy cách thùng, tất cả mọi thứ cũng như là thủ tục mua xe. Giờ những cái giấy tờ mà anh chị kèm theo khi mà anh chị mua xe qua ngân hàng thì anh chị gửi cho em là căn cước công dân của hai vợ chồng. Còn nếu mà công ty mua thì gửi cho em cái giấy phép kinh doanh. Nếu mà công ty mà muốn vay ngân hàng thì sẽ cung cấp cho em thêm mấy cái ví dụ như là cái báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ. Thì đó là những gì mà anh chị cung cấp giấy tờ nếu mà vay ngân hàng qua hình thức là công ty nha. Rồi, với cái mức giá mà gần 1.6 tỷ nếu mà ra lăn bánh luôn thì có phù hợp với cái kinh tế của anh chị không, có phù hợp với nhu cầu của anh chị không, để lại comment dưới video nha. Rồi thì em xin được kết thúc video tại đây nha quý mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.